Chúng tôi là bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ thuộc tổ hợp y tế Bonza Medical Group, AMV Medical Group, MV Care Health Network và One Care Connect. Nếu quý vị trên 65 tuổi mà quý vị có Medicare không thôi, mà quý vị có bảo hiểm United Healthcare thì xin quý vị nhớ chọn tổ hợp y tế AMVI Medical Group của chúng tôi. Hôm nay như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Thưa quý vị, cái tin quan trọng nhất mà chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị đây là ngày hôm nay, ngày khi tôi mang cái bản tin quý vị này thì nước Mỹ đã đạt được qua được một cái mức đáng buồn nhất, tức là trên 200.000 người Mỹ đã chết vì coronavirus. Thực sự khi trong ngày thứ 3 thì ngay Tổng thống Trump cũng công nhận rằng là ông ấy rất buồn bởi vì nó đã đạt được cái số là 200.000 người chết. Thực sự ra thì thưa quý vị, cái số nó là đứng thứ nhất trên thế giới. Trong khi các nước ở bên Âu Châu thì số người ta chết, người ta đã giảm xuống một mức chỉ có mấy chục người một tháng thôi. Mà chúng ta mỗi một ngày chúng ta có thể chết tới cả ngàn người. Thưa quý vị, thực sự ra thì cái số người tự nhiên nó đang giảm xuống rồi nó tăng lên ngược lại lên. Bởi vì khi chúng ta bị nhốt ở trong nhà, lockdown lâu quá, chúng ta không được đi ra ngoài nhậu nhẹt, vui chơi. Chúng ta bắt đầu không chịu đeo khẩu trang nữa. Chúng ta bắt đầu sống gần với nhau, sống để tự do, thoải mái. Người Mỹ là người thích tự do mà. Vì vậy khi ông Bộ trưởng Tư pháp ba, khi ông bị phỏng vấn, ông bảo tại sao mà chính phủ Hoa Kỳ không có chịu bắt phải lockdown để cho tránh cái bệnh này. Thì ông bảo là vì nếu chúng ta lockdown bệnh nhân ấy, thì người ta, chúng ta bắt tất cả mọi người làm nô lệ còn sướng hơn. Thế như vậy, vì vậy mà quý vị thấy tại sao mà bây giờ cái số người nó chết vẫn còn tăng lên, nó chưa chịu giảm xuống. Nó giảm xuống một ít thôi, nhưng nhiều tiểu bang giảm xuống, trong khi những tiểu bang ở vùng Midwest tăng trưởng lên, thưa quý vị. Và theo như các bác sĩ ở bên thế giới, cũng như ở bên Mỹ, thì người ta khuyến cáo là chúng ta phải đeo khẩu trang. Nếu chúng ta đeo khẩu trang thì cái cách đeo khẩu trang là cái cách giản dị nhất. Chúng ta phải che cái mũi của chúng ta đi. Và nếu có thể chúng ta chỉ có đeo cái kiếng để cho cái nó không vào mắt chúng ta. Như vậy là cái này là tốt nhất thưa quý vị. Khi quý vị làm thế này thì nó đỡ đi. Vậy tại sao vậy? Thì nếu chúng ta cái, bởi vì bây giờ người ta sợ ra là cái vi trùng này, nó có thể vi khuẩn này nó có thể lây bằng cái đường, không những đường nước bọt mà nó có đường airborne, tức là cái khi chúng ta bắn ra, chúng ta nói thì những cái hạt nước bọt chúng ta nó nhỏ tí tí, nó bay trong không khí của chúng ta. Thì khi chúng ta hít vô, chúng ta ở trong cái phòng không được kín lắm như nhà thờ chẳng hạn, đông người, thì chúng ta hít thở cái không khí đó vô, nó sẽ làm con vi khuẩn nó vào trong người chúng ta. Nếu nó vô nhiều đó, nó sẽ làm chúng ta bị bệnh này. Đó, bây giờ có một số nơi người ta dùng cái thuốc iodine, người ta xịt vào mũi chúng ta, xịt vào cổ họng chúng ta để chúng ta đỡ bị nguy hiểm. Nhưng mà cái đó chúng ta phải dùng, chứ không phải giống như mà ông Việt Nam ông dùng cái nước muối ông rửa mũi, không, nước muối không giết con vi khuẩn được. Chúng ta phải dùng cái betadine. Nhưng cái chính chúng ta phải tránh xa, đeo khẩu trang và nhớ cách xa nhau 6 feet, rửa tay. Thế một cái điều người ta đáng sợ nhất là trước đây đó, người ta nghĩ rằng là đến cuối tháng 10 chúng ta mới chết 180.000 người, mà bây giờ đến cuối tháng 9 chúng ta đã chết trên 200.000 người. Và vì vậy trường University of Washington người ta đoán chừng là chúng ta đến tháng 1 này chúng ta sẽ chết 410.000 người. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ phải chết đến số đó. Và cái hồi tháng 5 đó, chúng ta chỉ mới có 10.000 người thì quý vị thấy nó nguy hiểm. Chết 100.000 người, bây giờ lên tới 410.000 người. Do đó quý vị nhớ một điều, quý vị phải đeo khẩu trang, rửa tay cách xa. Vì nó có thể lây bằng nước miếng, nước bọt rớt xuống. Và nó có thể lây bằng airborne nữa, ở trong không khí của chúng ta nữa. Và nó ở trong xuất phát chúng ta này thì nó cũng bị lây, nhưng mà nó ít hơn. Chúng ta rửa, chúng ta chùi thuốc thì nó sẽ hết. Một số tiểu bang giảm xuống, như California chúng ta nó giảm xuống, mà Orange County nó giảm xuống, chúng tôi sẽ cho quý vị con số. Ở Texas nó giảm xuống, Florida nó lại bùng lại, lên lại. Còn những tiểu bang ở Midwest thì nó lại tăng lên lại, và số người chết cũng tăng lên. Và chúng ta phải cẩn thận, quý vị nhìn những tiểu bang ở trong cái màn hình này. Montana, North Dakota, Virginia và West Virginia nó lại tăng lên. Để đối phó cái tình trạng này bây giờ thì chúng ta khủng hoảng rồi, chúng ta không biết làm thế nào để cản được bệnh này. Bắt người ta đeo mặt nạ thì người ta lên cơn điên. Bắt người ta đóng những cửa trong nhà thì người ta cũng lên cơn điên. Bởi vì người Mỹ sống thích tự do. Do đó bây giờ chỉ có cách là Tổng thống Trump ông chỉ nghĩ cách là bây giờ chỉ có thuốc chủng ngừa, nên là hy vọng là người ta chủng ngừa thì người ta sẽ hết. Nhưng bây giờ nó cái vấn đề của nó là cái sở CDC, là cái sở bác sĩ chuyên môn về y khoa phòng ngừa của Hoa Kỳ, thì lại mấy cái ông cố vấn của Tổng thống Trump lại ghét mấy ông làm CDC cũng là cố vấn của Tổng thống cả. Mấy ông cứ cãi nhau, cái ông nói xấu nhau.
ông Fauci cũng bị những người ở trong đó chống lại ông bởi vì nghĩ ông Fauci hay nói ngược lại với Tổng thống. Do đó bây giờ ông nói gà, bà nói vịt. Vì vậy người dân người ta không có hiểu là ai nói đúng hay nói sai cả. Nhưng mà rất thật dị, bệnh này có thiệt và bệnh này nó giết người thiệt, thưa quý vị. Nó giết trên 200.000 người. Ngay ông Tổng thống Trump ông cũng phải công nhận là ông rất buồn với trên 200.000 người. Nhưng ông nói một câu này làm tôi cũng hơi buồn. Ông bảo là nhờ cái tài giỏi của Tổng thống Trump mà chúng ta chỉ mới chết 200.000 người, nếu không chúng ta sẽ chết cả 2 triệu người. Không phải như vậy. Nước Anh, nước Trung Hoa, ngay cả nước Trung Hoa là cái nước mà nó đã làm cho cái bệnh này phát triển ra. Nước Đài Loan, nước Việt Nam không thể nào so sánh với nước Mỹ được. Mà cái số chết của họ không thể có mười mấy ngàn người. Trong khi chỉ có Mỹ này, với Ấn Độ này, với Brazil là những cái nước chúng ta không thể so sánh chúng ta với Brazil, với Ấn Độ được. Với nước Mỹ là cái nước luôn lúc nào cũng tự nhận là một nước có nền y tế, kinh tế, y tế mạnh nhất thế giới, đầy đủ phương tiện nhất mà chúng ta có thể để chết nhiều như thế. Đó là một cái tội lỗi của chính phủ Hoa Kỳ. Nên chúng ta phải giữ gìn cẩn thận chúng ta. Người Tây có câu là solve keeper, mình phải tự cứu mình. Không ai cứu mình cả mà tự cứu mình bằng cách đeo mặt nạ, khẩu trang, qua cái mũi của chúng ta. Nhớ cách xa nhau, đừng có đứng gần nhau quá. Bởi vì chúng ta đứng gần nhau quá chúng ta có thể bị lây nếu nó là airborne thiệt sự. Và chúng ta phải nhớ rửa tay. Và chúng ta nếu có thể được chúng ta nên đeo kiếng, chúng ta không bị lây vào mắt của chúng ta. Thế thì cái thuốc chủng ngừa đó thì người ta nói, Tổng thống Trump thì nói là nó sẽ ra trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần, 6 tuần. Tức là chúng ta có thể ra trước kỳ bầu cử. Thế thì sở CDC cũng là cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà độc lập hơn là vì các bác sĩ chuyên môn. Thì sở CDC nói rằng là không được, nó phải muốn mở hết nước Mỹ, phải ra tới giữa năm 21 hay là cuối năm 21 mới hoàn toàn nước Mỹ. Đúng thật, thực sự là đúng số như vậy. Tức là ông nói một cách, bởi vì thuốc á, nó ra rồi nó phải chờ cái kết quả thống kê nó ra, xong rồi các bác sĩ phải ngồi họp nhau lại nói rằng là cái thống kê đấy là đúng, vậy chứ an toàn nó mới được trích. Nó không phải giống như bên Nga dùng được là dùng ngay, không được bên Mỹ nó phải như thế. Do đó mà muốn hoàn toàn an toàn thật sự nó phải khoảng giữa năm 2021 mới được. Chứ còn nếu bây giờ mà nó ra sớm đấy, cuối năm nay nó có thể nó ra thiệt. Nhưng mà cái đó thì chính phủ Hoa Kỳ đề nghị là để dành cho những người bác sĩ, y tá, những nhân viên của nhà thương, những nhân viên của phòng mạch hay những người làm việc liên quan đến y tế thì mới được chúng chủng ngừa để mình trước. Thực sự ra cái đó nó sẽ là tốt cho chúng ta. Và do đó bây giờ chính phủ Hoa Kỳ khuyến cáo chúng ta là chúng ta phải đi chích ngừa cúm trước. Quý vị nên chích ngừa cúm ngay, đừng có để chần chờ, bởi vì khi nó bị, nếu chúng ta bị cúm cộng với COVID ấy, thì nó sẽ nguy hiểm chúng ta. Dual, Mỹ nó gọi là dual thì chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Do đó tốt nhất là chúng ta chích ngừa cúm trước. Thế là tôi vừa nói cái surface là cái mặt bàn này này. Hôm nay tôi đến tôi nói, tôi để mặt tay đây, mấy người trước cũng để tay đây. Theo nguyên tắc là khi mà tôi đến như thế này đó, là trước khi tôi đến thì phải có người xịt thuốc, xịt thuốc chùi hết cho tôi thì nó sẽ không lây ra. Thì cái dung dịch mà nó dùng cái xịt đó, thưa quý vị, là thuốc pine solution. Quý vị nhìn màn hình, quý vị sẽ thấy cái pine solution là cái thuốc, cái pine solution là cái nước mình dùng ở nhà, mình chùi nhà chùi cửa đó. Cái đó thì cái sở y tế Hoa Kỳ, US Environmental Protection Agency, EPA, họ có ra thông cáo công nhận cái thuốc này là tốt để giết vi trùng và giết còn COVID nữa. Quý vị nhìn cái hình Pine Solution, quý vị ra siêu thị, quý vị mua cái này, quý vị chùi nhà, chùi cửa, chùi knock door, quý vị không sợ lây. Cái này là rất tốt, sau 10 phút quý vị chùi xong nữa, thì quý vị nó sẽ mất hết vi trùng. Và trước khi quý vị chùi nó thì quý vị nên phủi bụi hết, xịt hết bụi ra xong cùng mới chùi thì nó sẽ an toàn cho quý vị. Thưa quý vị. Thế nói về cái COVID thì phải nói tin buồn, bởi vì thực sự ra trong tuần vừa rồi có 2 người bác sĩ mà chúng tôi biết đã bị chết vì cái COVID này. Đầu tiên là một cái tin mà bà bác sĩ này mà tên là Rebecca Sharon, là một bà mẹ có 2 người con với người chồng không phải là bác sĩ, nhưng mà bà này bà là một người bác sĩ rất nổi tiếng ở bên vùng Kentucky. Bà là cái người đầu tiên bác sĩ chuyên môn về bệnh nhiễm trùng, infectious disease, và bà chữa bệnh rất nhiều người, giúp người ta chống lại được con COVID. Bà ta hơi mập một chút xíu. Bà ta chữa bệnh này từ hồi đầu kỳ. Bà luôn luôn khuyến cáo mọi người phải đeo mặt nạ. Là vì bà nói với mọi người rằng là cái bệnh này là bệnh thiệt, giết người thiệt. Cuối cùng, thưa quý vị có biết gì không? Chính bà bị coma. Coma vì cái bệnh này. Bà chống chọi được 4 tháng, rồi cuối cùng bà cũng chết. Sau nhiều lần mà tưởng mà thoát, bà cũng chết. Rồi đến trong cộng đồng Việt Nam, mình cũng có một bác sĩ tên là Vĩnh Thừa. Bác sĩ là một bác sĩ nhi khoa, rất là dễ thương, tận tụy với nghề. Ông ta là bác sĩ chủ tịch của một trung tâm y tế Nhân Hòa, tức là trung tâm y tế dành cho những người nghèo, những người nào không có bảo hiểm trước đây đấy, thì chính phủ họ tài trợ rồi trung tâm nó sẽ ra để giúp đỡ cho những người đó không có bác sĩ. Thì ông cũng bị bệnh COVID khi nó mới đầu bị trong
mới ra tháng 2, tháng 3 là bắt đầu ông bị rồi. Ông bị rồi sao ông phải nằm trong trường UCOVI, phòng ICU. 3 tháng, 4 tháng mê man, lên lên xuống xuống, cuối cùng ông cũng chết trong tuần vừa rồi. Tức là chúng ta mất là 2 người bác sĩ mà chúng tôi biết. Thế cái vitamin D, vitamin D là cái vitamin rất quan trọng. Nếu chúng ta bị vitamin D thấp quá, khi chúng ta bị COVID, chúng ta hay chết. Chúng ta dễ bị COVID. Nhưng mà nếu chúng ta uống nhiều quá, thì nó lại làm cho chúng ta bị gãy xương. Thường thường chúng ta, người Việt Nam thường thường cứ hay uống, tôi có gặp nhiều bệnh nhân cứ bị đau gì thì bác sĩ gia đình cho COVID uống nhiều 5.000, 10.000 luôn. Cho thường thường chúng ta chỉ cần uống 2.000 một ngày thôi. Thường thường quý vị uống cái vitamin calcium, vitamin D nó để 600 calcium cộng 400 vitamin D, quý vị uống 2 viên tức là 800 là đủ rồi. Nhưng mà nếu quý vị bị cái vitamin D nó thấp đó, thường thường quý vị vitamin D nó thấp thì nó hay làm quý vị tê chân tê tay, đau nhức bắp thịt. Thì quý vị đo mà nó dưới 20 thì mới uống. Còn trên 20 quý vị không cần, quý vị chỉ uống sữa ra ngoài nắng chút xíu thì cái calcium quý vị nó sẽ lên, cái vitamin D quý vị nó sẽ lên. Nó thấp thì dễ gãy xương, mà cao quá cũng dễ gãy xương thưa quý vị. Cái tin vui mà chúng tôi nói với quý vị, đây là quận Cam của chúng ta đó. Quận Cam chúng ta trong tuần vừa rồi, trong 2 tuần vừa rồi thì cái số người bị nó cũng giảm xuống. Nó flat down lâu xuống, số người chết cũng giảm xuống rất nhiều. Một ngày thưa quý vị, trong tuần cuối chủ nhật vừa rồi đó, nó chỉ có một người chết thôi. Ngày thứ hai không người chết, ngày thứ ba cũng không người chết. Và cái số người bị 52.663 người. Và tử vong là 1.128 người. Trong ngày thứ ba đó, thưa quý vị, thứ hai đó thì nó chỉ không có người nào chết cả. Có 138 trường hợp mới. Và thưa quý vị, cái số người nằm nhà thương, nằm cấp cứu cũng giảm bớt rất nhiều. Và như vậy là một cái tin rất vui. Thế bây giờ quý vị lớn tuổi á, quý vị coi chừng, quý vị nếu quý vị uống thuốc mà quý vị không cẩn thận, quý vị hay bị bệnh Alzheimer's disease. Bởi vì cái bệnh Alzheimer's disease là cái bệnh lún lẫn khi chúng ta về già mà nó chưa có thuốc chữa. Chúng tôi chỉ khuyên quý vị tập thể dục, ăn uống cẩn thận, đọc sách nhiều, đánh cờ tướng, chơi mặt trược. Nhưng mà chơi mặt trược thì phải mỗi một bàn của chúng ta, mỗi nó không vuông vuông, không được. Chúng ta bây giờ mỗi một bàn, mỗi một bề chúng ta phải 1 mét, tức là theo người Trung Hoa bây giờ nó chỉ có, thay vì chúng ta nói là 6 feet, nó để 4 feet cũng được. 4 feet, tức là 6, chúng ta có thể đánh mặt trược được. Nhưng mà đánh mặt trược ngồi với nhau phải có để quạt thổi, đeo khẩu trang, thế là yên chí, cứ đừng nói chuyện với nhau sẽ lây bệnh cho nhau. Nếu quý vị xón tiểu, tức là quý vị ho, đi bộ nó rớt nước tiểu ra, thì giản dị quý vị đi khám bác sĩ sản phụ khoa, chúng tôi sẽ đo bằng đái quý vị, chúng tôi sẽ cho quý vị tập thể dục, hoặc là cho cái máy về để trong âm đạo quý vị, nó tập bắp thịt cho quý vị nó chắc lại, thì quý vị sẽ đỡ bị xón tiểu. Cùng lắm chúng tôi mới treo bằng đái quý vị lên, cùng lắm nữa không thể treo, không phải vì bóng đá nó bị sùng xuống thì quý vị mới uống thuốc, mà uống thuốc cũng quý vị phải tập thể dục thì quý vị sẽ hết bệnh này. Quý vị nhớ uống thuốc này lâu quá nó sẽ bị bệnh Alzheimer's disease, và ngay cả thể có thể làm cho chúng ta bị, nhất là chúng ta thiếu ngủ nhiều quá, cái ngủ mà ngủ chập chờn thì chúng ta sẽ cũng dễ bị Alzheimer's disease. Do đó quý vị phải ngủ đậy giấc, ngủ mê man luôn. Cần nếu không thiếu ngủ quá thì xin thuốc ngủ, uống ngủ cho được. Và nếu quý vị uống cái Benadryl nhiều, nó cũng làm, có nhiều người Việt Nam mua thuốc Benadryl uống để cho đỡ mất ngủ, nó cũng làm chúng ta bị bệnh Alzheimer's disease thưa quý vị. Cuối cùng, bản tin ngắn của chúng tôi, quý vị muốn ít bệnh tim mạch vẫn là cái giết người nhiều nhất của nước Mỹ, thì chúng ta phải chịu khó ăn theo kiểu địa chỗ ngài, chúng tôi gọi là Pesco Mediterranean fasting, là nhịn ăn tuyệt thực đấy. Thì người ta nói là chúng ta ăn theo kiểu địa trung hải, tức là gì? Chúng ta ăn rau nhiều, ăn trái cây này, chúng ta ăn ngũ cốc thô như gạo nâu, bánh mì nâu, chúng ta chịu khó ăn nuts, là nuts cashew, almond cái thứ đó, chúng ta chịu khó ăn extra virgin oil, tức là cái dầu olive và extra virgin ấy, ăn nó rất là bổ, nhưng mà không được đun sôi, không được làm nóng, bớt cái dairy product đi. Thì quý vị ăn cái đó, mấy cái đó nó sẽ giúp cho quý vị đỡ bị bệnh tim mạch và đỡ mập tốt. Cái này được đăng ở trong tờ báo Journal American College về Cardiology ngày September 14, thưa quý vị. Xin mời tổng đài cho coi cái hình của Mediterranean Diet, cái phần tin ngắn. Cái thuốc monoclonal antibody này là cái chất mà rất tốt, là người ta lấy cái plasma của những người đã bị bệnh rồi, người ta lấy cái antibody ra, người ta chế lại, đó là monoclonal antibody. Cái này cái hãng Takeda nó đang dẫn đầu trong cái vấn đề chế cái thuốc này. Cái thuốc này thưa quý vị, nó bắt đầu thử nghiệm trên bệnh nhân trong cái tháng này.
và hy vọng nó nếu nó có thể nhiều có nhiều xác suất nó sẽ thành công, nhưng mà nó phải chờ thành công rồi chúng ta mới dùng. Cái này là nếu thí dụ như chúng tôi đi khám bệnh cho quý vị, hay là chúng tôi mà nghi ngờ chúng tôi bị expose cho một người bị coronavirus mà chúng tôi chưa có trích ngừa, thì tôi trích cái này vô thì chúng tôi nếu chúng tôi có bị chúng tôi bị nhẹ lắm, nhưng cái này nó chỉ ngắn hạn thôi. Chúng ta dùng để chụp ngừa, thí dụ mình phải đi vào tự nhiên mình chưa không mình trước đây mình không chịu trích cả, mình phải vô một cái chỗ để chữa bệnh, mình trích cái này vô thì chúng ta sẽ ngăn ngừa để chúng ta khỏi bị cái bệnh này. Cái này hãng Takeda nó làm được cái này, phương pháp mà khi những người bị nhiễm bội tuyến nó lớn quá làm đi đái đêm hoài, nhiều khi đái không được nữa, thì ngày xưa chúng tôi phải dùng cái phương pháp là mổ, quý vị, chúng tôi đi qua transperineum, chúng tôi lấy nó ra, bóc mổ lấy ra, chúng ta máu nhiều lắm, bây giờ người ta làm cái lỗ nhỏ nó gọi là minimally invasive technique, tức là làm laser đó, đục lỗ nhỏ nó cho cái đèn trong đó, nó dùng laser nó đốt cái adenoma của quý vị đi, đốt nó hút ra, xong đó thì quý vị sẽ cái nhiễm bội tuyến quý vị nó sẽ teo lại, nó có thể nó đọng nước thì mình cùng lắm mình chỉ đê nó ra ngoài thôi. Thành công rất nhiều mà nó chỉ mổ cái này nó chỉ mất từ 36 phút và cái sẹo nó rất nhỏ cho nó không có chảy máu nhiều và kết quả tốt, chỉ cần có nhiều người sẽ phải bị drain ra ngoài thôi, nhưng mà nó ít bị nhiễm trùng thưa quý vị, nó vì nó dùng laser. Tôi cũng nói thêm cái mới trong y khoa là thường thường trước đây chúng tôi khi quý vị đẻ xong, quý vị đẻ nhiều con quá, nhiều khi cái tử cung quý vị nó mềm, nó không có đóng lại được, không co bóp lại được, quý vị mất băng huyết, thì nhiều khi chúng tôi phải mổ quý vị, cắt tử cung quý vị đi, làm quý vị không có con được nữa. Sau đó chúng tôi có dùng được cái gọi là Buckley Cook Balloon. Thì cái Buckley Cook này nó cũng có lợi lắm, là khi chúng tôi cho cái một cái ống balloon vào trong nó giống như là cái chúng tôi bơm cái hơi lên thì nó căng lên, nó đè trong cái tử cung quý vị không bị chảy máu nữa. Bây giờ nó có cái phương pháp nó gọi là JADA system, nó là một cái vacuum. Nó cho cái vacuum nó vào trong cái tử cung quý vị, nó hút cái hơi ra thì cái vacuum nó bóp lại, bóp cái tử cung lại thì tất cả những cái mạch máu ở trong cái thành tử cung chúng ta nó bị teo lại, nó không chảy máu được nữa. Nó có đó nó cũng giúp cho chúng ta không bị chảy máu thì chúng ta save được cái tử cung của chúng ta. Và chúng ta còn có cái này nữa là giúp chúng ta người nào bị tiểu đường nữa. Chúng tôi đã nói với quý vị trước nhiều lần tập thể dục, ăn uống kiêng cữ, nhưng hôm nay có cái bài rất quan trọng được đăng ở trong tờ Medicine Science Sport and Medicine. Tôi thấy những người bị tập thể dục đều hòa đó. Một ngày quý vị tập 5 ngày, quý vị tập 30 phút chạy bộ hoặc là cử tạ, thêm cái cử tạ nữa thì khi quý vị tập nhiều thì quý vị sẽ làm đường quý vị nó giảm xuống tốt, không có sợ gì cả. Nó, quý vị tập nhiều thì cái đường quý vị sẽ thấp, nó sẽ giúp cho tim mạch quý vị tốt, nó giúp cho thận quý vị tốt, nó giúp cho quý vị mạch máu quý vị nó giãn nở tốt, rồi quý vị sẽ sống tốt như là một người không bị bệnh tiểu đường thưa quý vị. Và cái tin cuối cùng mà tôi phải mang đến quý vị, bởi vì thực sự trước đây cách đây mấy tháng thì các bên y khoa, bên bệnh sản phụ khoa chúng tôi khuyên bệnh nhân bị ductal carcinoma in situ, tức là nó chưa lan ra, thì chúng tôi nói là khi mà lấy hết cái biếu ra là an toàn, không sao nữa, sống như người thường. Trước đây thì chúng tôi lấy ra xong rồi phải làm radiation therapy, có nhiều là lumpectomy, lấy hết cả cái ngực ra. Thì chúng tôi cứ nghĩ là lấy thế là xong yên chí, nhưng bây giờ cái thống kê này mới được đăng ở trong tờ JAMA Network. Thì nó nói rằng nếu chúng ta bị cái ductal carcinoma in situ, nó nằm ở trong cái tế bào gland của cái vú của chúng ta thôi, nhưng mà nó không đi ra xa. Thì như vậy đó, quý vị sẽ thấy nó nằm ở trong đó nhưng mà nó vẫn, nếu mà so sánh 15 năm sau này đấy, thì những người bị ductal carcinoma in situ của vú đó, số người bị chết vì ung thư vú gấp 3 lần những người trước đây không có bị bệnh này. Cho nên quý vị bị ductal carcinoma in situ, quý vị phải nghe lời theo bác sĩ của mình, chữa trị đàng hoàng, theo dõi cẩn thận, theo dõi dù dòng mổ xong rồi vẫn phải đi theo dõi bác sĩ đàng hoàng, thì quý vị sẽ chữa được bệnh này không sợ bị nguy hiểm tính mạng. Một lần đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây, xin cảm ơn quý vị, xin kính chúc quý vị một tuần lễ sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Nhớ đừng quên bác sĩ Cường nói soul keeper, chúng ta phải tự cứu chúng ta không nên tin ai cả. Chẳng nên tin ai cả, nhớ một điều, trích ngừa cảm cúm bây giờ nó chỉ kích ngừa cảm cúm, và khi nào có thuốc mới đó, thì chúng tôi sẽ báo tin cho quý vị biết. Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cho quý vị biết là hãng Johnson Johnson là cái thuốc nó mới ra, nó hy vọng là ngày nó đi sang đến giai đoạn 3 rồi, cuối năm nay nó có thể ra cái thuốc của hãng Johnson Johnson. Cái thuốc này đặc biệt là quý vị chỉ cần trích một mũi thôi, thuốc Moderna trích 2 mũi, AstraZeneca trích 2 mũi và thuốc Pfizer hình như cũng trích 2 mũi. Nhưng mà thực sự ra bây giờ đó, thì tôi vẫn nghĩ là Moderna là của Mỹ. Tôi nghĩ tôi theo dõi cái này lâu rồi, hy vọng cuối năm nay nó ra, đầu năm tới nó ra, quý vị có thể an toàn trích, nhưng mà nó phải trích 2 mũi. Cái AstraZeneca thì bây giờ nó tạm ngừng lại, bây giờ nó chưa được thử lại bên Mỹ, nó vẫn còn ở bên Mỹ họ sợ đấy. Rồi đến cái hãng của Pfizer thì nó làm với bên Đức cũng tốt lắm, nhưng mà cuối năm nay năm tới ra, nhưng mà cái Johnson Johnson làm cái hãng rất tốt, và bây giờ cái thuốc nó ra nó chỉ cần trích một mũi thôi là sướng quá. Và quý vị
quý vị nhớ khi nó ra tôi sẽ báo cáo cho quý vị, khuyên quý vị làm cái gì. Nhưng bây giờ quý vị nhớ chích ngừa cảm cúm liền và nhớ khẩu trang, cách xa, rửa tay, và yêu đời, nhớ đừng tụ tập đông đảo, đừng có đi hát ca hát với nhau trong. Tôi thấy có nhiều khi tôi thấy có nhiều người bạn của tôi lâu lâu rủ nhau party, cũng chịu chơi, cũng làm tôi cũng thèm thuồng muốn lắm, nhưng mà tôi sợ lắm thưa quý vị, nhát là già là sợ chết thì vẫn còn muốn sống với quý vị. Đến đây chúng tôi xin chào quý vị, kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và khẩu trang. Cảm ơn quý vị.